Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, các sở giao thông vận tải tiếp tục triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ đạo theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tại các đầu mối giao thông các tuyến đường bộ đường sắt đường thủy đường biển và hàng không đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm địa bàn đang ổ dịch để kịp thời phát hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển sản phẩm từ heo trên các phương tiện vận tải hàng hóa hành khách